ទូកាតវ៉ានិងហង្សារឹបរយកន្លែងនៅបារាំងក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ពលិសបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកហ្វូងមនុស្សតវ៉ានៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងដែលទើបនឹងចាប់ឆ្នោតជាថ្មីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមពិធីដង្ហែក្បួនទិវាពលកម្មអន្តរជាតិទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែនិងស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងទម្
ca tò và phía chân bóng phốt bà cọp đòi dân tị vị thí, bọn tay có cất miền hàng xa nơi tì gróng phóng đài. Nông nụ, bố lý bàn chạp khuôn một nụ chùm nụn 24 nế, rù miền sật trầy mà nế, đại bàn vây nế bình luật ạ kỳ phây đại cầm bông chìa diêm bình luật lớn, lúc bàn bình chạy tì thà, ca bà chôm mục đạc nhìn ní, bàn phơ oi bố lý bàm bấy nế rộng rụt bùa. Cả bác tương kịch này rồi việc này tỏ ra nâng bố lý bàn cạt miền lãng nợ bê cả đa cơ bún bàn chập đám nợ chất tì liền là Republic hay nợ bê cơ bún bàn thật đó tì liền là Nation phía kháng cát tì Grong Paris. Grong Anna thập tài Black Block bàn vi bảo hạ lờ phô chí nê thân rộp bọc McDonald's mùi còn lãnh nâng đầm bọn Place lờ ông Blum hay bàn tập mốc bàn vi bảo hạ kìa nâng tì tăng chế tràn đại bàn phở ai khôi khát mùng uếch thuy nâng xong về rẹp xem xếng chết đàm. Đói mơ khơi hăng xa bàn cạt miền láng, bố lý có bàn chạy tóp vinh tam rời dạ cả bánh Usman bằng hô thực này. Rất mần trầy cử xung mà hạp tay bàn bàn chạy thà, miền ca chụp chúm đầm bầy thơ ca to vã nâng đằng hai cái buôn bà hèl chìa bì rồi hạ sập con lãnh, nơi tì cổng Paris, nâng tì cổng xe xinh tiết đồ chìa, Lielz, Nantes, Toulouse, nâng Marseille chạy đàm, bà tì có bà hèl chìa đọc mơ nét bàn chênh to vã tù tiếng bà tì.